Xin chào tất cả quý vị và quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả quý vị và quý anh chị một mẫu xe vừa về tại nhà em. Đây chính là chiếc Toyota Hilux, xe sản xuất năm 2012, số sàn. Động cơ làm việc của chiếc xe là 3.0 máy dầu. Và chiếc xe thì hiện tại đang được nhà em chào bán với mức giá là 439 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho tất cả quý vị và quý anh chị. Và bây giờ thì em sẽ đi qua một phần form dáng và nội thất cho quý vị và quý anh chị cùng xem. Bản này thì là form mới rồi nha anh chị. Đây ạ. Khác form 2010 2011. Lên form mới đây ạ. Form dáng thì rất là đẹp. Chiếc xe thì có trang bị la răng đúc, phanh ABS 4 bánh, có tích hợp xi nhan trên gương. Đây là phần form dáng của chiếc xe đây ạ. Đây, lắp thùng của nó đây ạ. Đây, phần con này thì không có lắp thùng. Nhìn chiếc xe form dáng thì khá là khỏe khoắn. Xe thì có màu cũng khá là đẹp nha anh chị, rất là bắt mắt. Toyota Hilux. Xe thì hiện tại đang mang biển kiểm soát 14C23914. Và chiếc xe thì có thể làm trả góp cho tất cả quý vị và quý chị lên đến 60% giá trị của xe. Và quý vị và quý chị cũng có thể xem xe. Và chiếc xe thì cam kết với tất cả anh chị là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ kèo cột thì còn nguyên zin. Đây ạ, form dáng của chiếc xe đây. Lớp sơn của chiếc xe cũng khá là bóng bẩy. Và xe thì rất là đẹp nha anh chị. Bây giờ thì em sẽ đi vào phần nội thất. Đây là phần nội thất của xe. Ghế bọc da vẫn còn rất là đẹp, không nhăn nhầu hay rách lát. Trần lỉ. Đây, trần cũng khá là sạch đẹp nha anh chị. Táp ly của xe đây cũng rất là sạch và đẹp. Đây là phần táp ly. Rất là sạch và đẹp. Đây nha anh chị. Táp ly của xe. Bây giờ thì em sẽ đi lên phần trên. Đây. Xe thì có trang bị gương kính chỉnh điện, có vô lăng tích hợp bàn phím, số sàn 2 cầu. Số sàn 2 cầu nha anh chị. Táp lô đây ạ. Táp lô cũng rất là sạch. Đầu đọc đĩa CD, điều hòa cơ. Và máy lổ thì khá là êm và giòn tiếng. Bây giờ em sẽ lổ máy lên. Máy nổ rất là êm. Và số đây, đây là phần số. Số vào rất là sướng, không hề có dắt hay là bị khó vào. Số vào rất là sướng nha anh chị. Hai cầu. Đây là cần chuyển cầu của xe. Bây giờ thì em sẽ nhìn phần khoang máy. Máy thì hiện tại đang nổ và khá là êm. Máy dầu thì chạy cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Và chạy rất là khỏe cho anh chị nào muốn chạy công trình hay chạy đường đồi, đường núi, đường đèo. Đây là phần khoang máy của chiếc xe. Máy thì khá là khô ráo, không hề có ngập nước, không chảy dầu và có thể bao test hãng cũng như là kiểm tra chất lượng trên toàn quốc cho anh chị. Chiếc xe thì đẹp, zin từng con ốc nha anh chị. Đây ạ, đây là phần khoang máy. Và vừa rồi thì em đã đi qua một phần form dáng và nội thất của chiếc Toyota Hilux, xe sản xuất năm 2012, số sàn 3.0, 2 cầu máy dầu. Và chiếc xe thì hiện tại đang được nhà em chào bán với mức giá là 439 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho tất cả quý vị và quý chị. Quý vị và quý chị xem xe thì có thể liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi, cũng có thể đến trực tiếp tại nhà em là chợ ô tô số 1 thành phố Hải Dương để xem xe cũng như là việc trực tiếp về giá cả và các thủ tục trả góp của chiếc xe. Dũng Audi xin kính chào quý khách, hẹn gặp lại quý vị và quý chị tại các clip tiếp theo.